Vụ trên quay đồ ăn. Anh làm anh làm lớn không đó, anh làm cho mấy người trong showbiz luôn á. Tôi biết. Hay quá, cái gì cũng biết hết trơn à. Dân người ta có điện thoại nữa hỏi. Dân người ta có điện thoại. Này anh nổi à. Nổi lắm phải không? Nè chi. Nổi quá nước cứ lên dân lên giờ cho tới đây nè. Dạ đâu sao đâu. À, quý vị và các bạn thân mến, ở đây là thị trấn Cái Nước, thuộc ở đây thuộc huyện Nam Căn hả chị? Huyện Cái Nước. À, huyện Cái Nước luôn, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước. Cái Nước mới có huyện Nam Căn. Nhưng mà ở đây là ở gần chạy Cái Nước rồi nè, đây chứ Cái Nước có 4 chỗ nữa à. Dạ. Hồi nào chắc mấy cháu chưa có đi tới đây phải không? Dạ, em đi xa hơn nhưng mà chưa có vô đây. Phải rồi đó, tôi hỏi tại chỗ này sao chỗ của chú thì dạ chưa. Chà, cái con này đi thi thách thức danh hài được đó nha. Ồ, oh, wow. Bây giờ mà già rồi chứ hồi đó là dạ. Giờ luôn đó. Dạ. Cái thời hồi còn trẻ trẻ đó nha. À, mình nay mình ghé vô đây mà mình tranh thủ ghé vào thăm để coi bà con làm về về Cà Mau thì có một số cái đặc sản mà đặc biệt là dưa bồn bồn. Dạ. Là cái đặc sản mà là có một cái làng đặc sản luôn đó, nhiều người làm này lắm không đây cô? Đây là, mà đặc biệt. Cả xóm luôn đó chứ. Cả xóm có nhiêu hộ cô? Nhiều lắm. Dạ. Nhiều lắm mà. Thằng con tôi thì nó làm dưa bồng bồng là cũng đặc sắc ha. Dạ. Tôi nói nào ngay tôi thì cũng không có đất nhiều. Dạ. Tôi về bên đây chị tôi cho ba con đất này nè, nó cái bồng bồng rồi nó nuôi. Nuôi cá rồi đó. Tôi thì nói là ngay tôi không có đất nhiều. Không, cái đó có ba công hả? Ba công hả? Ừ. Dạ. Ba nhà. Là khúc này của chị á hả? Dạ. Con này. Ủa rồi con trai chị đâu? Con trai của tôi nhổ bồng dưới á. À đang nhổ bồng dưới hả? Ồ xuống trải nghiệm nhổ bồng bồng vui à. Chỗ này là dâu, chỗ này là gái út, thấy không? À đây là dâu hả? Dâu là dâu này nè. Dâu đây gái út là vợ của anh ở dưới. Cái nhỏ này dâu vợ của thằng nhỏ bồn. Dạ. Yeah. Cô tên gì cô? Cô tên Thúy. Cô Thúy. Ừ. Cô Thúy là mấy năm trước là cô đi lên tài tử rồi đó. À cô Thúy lên ra tài tử luôn hả? Cô có thi lên vô tiếng luôn hả? Có không? Vô nhà có, trời hai mươi giải luôn, dễ nhất dễ gì luôn. Trời ơi, vậy chiều nay mời xuống Cà Mau hát đi. Chiều nay tao rủ xuống mà đại đoàn kết ca khai mạc nè. Mà không biết hôm đó nè, tao không nổi quá. Ba cái bệnh này. Thôi, chiều nay xuống qua Cà Mau hát đi. Trời ơi, đi xa xuống cửa sổ. Dạ, từ đây xuống Cà Mau hơi xa hả? Xa lắm. Thì dưới dân quá, kìa dân quá, nó mời đại đoàn kết nè. Cô Thúy hả? Cô Thúy. Năm nào đó cũng kêu cô ca. Cô là gì Thúy cô? Cô Thúy rồi đi. Hả? Cô là gì Thúy? Cô là Phương Thúy. Dạ. Phương Thúy. Rồi chút xíu nữa mà mình sẽ nghe. Dạ lúc trước mình lát nữa mình sẽ nghe cô Thúy làm vài câu. Đó. Làm vài câu gỗ. Cô nói này cô ho rồi cái bệnh ba cái này nè cái đi nằm viện viêm phế quản đó. Dạ. Nên người ta mượn ca mượn lần thì đại đoàn kết này cô ca khai mạc không đó. Cô cũng nói thiệt. Ừ. Qua đây nó có lợi mà bây giờ ca không được cái đứa khác thì ca mình. Dạ. Ca cả trăm người nghe mà ca cái tiếng tâm gì không được. Dạ. Cái nhịp nhà thì cô không có sợ. Ừ. Cái cây nguyên gốc của nó là cái cây đó hả? Cái bồn bồn đó. Lần đầu tiên đó. Ăn hoài mà bữa nay lần đầu tiên mới thấy á. Vậy đó hả? Nó đó. Ủa nó dưới hả? Mình xuống dưới phải xuống dưới. Đó tầng con tụi nó nhổ dưới đó. Ồ. Dưới này nãy đi quay đó. Anh nhỏ quen đứt tan như lát vậy đó. Ồ ghê vậy. Ừ. Tôi mà tôi không biết nhổ đó, tôi có hai vợ chồng nó nhổ thôi. Ồ ồ ồ. Nhỏ. Nước dưới sâu không ta? Sâu à, chú lộ có thể tới rúng luôn á. Trời ghê vậy. Tôi thì chú biết tôi nói thiệt đâu, chú lộ xuống đây thì tới rúng luôn. Mà nếu mà chú dưới kia là tới nét luôn đó. Ồ, nước sâu quá ha, không xuống. Không, mình sáng mới mất rồi đó chú. Dạ. À, cũng như mình trồng lâu quá rồi, cái đất nó không có được tốt rồi, bỏ hết trơn rồi mới cấy cái khác nè. Dạ. Có ba công mà nó thu hoạch quanh năm không Thí? Tới tháng 2 này nó khô rồi mình hết nhổ rồi đó cậu. Dạ. Rồi tới tháng 4 rồi mới có lợi. Dạ. Chào đi qua đây. Nó cũng bờ
Đó là nhổ nó lên vậy hả? Ủa. Ủa nó cao. Trời nó dài dữ vậy trời. Đó nè, nó dài rồi, mình để chắc phải 2 mét hơn á. Nó nước nó sâu là nó còn cao hơn nhiều nữa. Tại này em nhổ khúc trên này nó cạn nè. Con này bị bùng ngọt mà chú. Ồ, trời nó cao ghê luôn. Nó bẻ ra nó còn cái củ hủ nữa nè, củ hủ rễ từ lưa luôn. Cũng ngon vậy. Ngon. Ăn sống ngon, tại năng tại chỗ nó ngọt lắm. Ngọt lắm, còn khi mua của ta để hơi lâu. Cái này về mình có thịt này thịt kia cái mình làm giả ha. Con nghe con thịt không? Hết mẹ. Em đi vô mua xào cho anh ăn. Ủa đi đâu vậy? À ông nhổ trển hả? Ồ. Cái này nấu mì hả? Anh làm dưa anh nấu mì ngon. Trời cái nguyên cái này mà tuốt ra được còn cái lõi không vậy á? Trời vậy đó nè. Ít quá ha. Nhà em là làm nó là chung là dân chuyên nghiệp luôn á. Ừ. Làm bao nhiêu năm rồi em? Ừ. Lúc nó chưa trời nhiều bán tối được đó. Rồi bây giờ nhiều quá rồi bán. Đây dài chúng ta đứng nắng thôi. Ủa cái này mình làm ra là mình đóng vô cái keo hả cô? À mình bỏ vô keo cũng được, là mình nhận chua rồi mình vô cái đậu cũng được. À dâu tươi luôn hả? Này, cái này đẹp quá trời đẹp luôn nè. Dâu tươi cho người ta. Nhổ rồi lát mình đem xuống chợ. Tỉa ngang nữa. Ừ. Anh em chặt lại nha để chặt lại ngang đây nè. Mà mình giao tươi cho người ta 1 ký nhiêu cô? Nó giao cái này nó giao được 27, 28 thì nó không biết. 27, 28 ngàn hả? Ừ. Ngày làm được nhiêu ký? Nếu một nhà nhỏ thì nó nhỏ bên đây có 20 ký nha. Rồi nó lấy mốt thêm trên kia nữa. Tại vì... Vậy có mấy trăm ngàn à? Có nhiêu đâu. Ngày làm được... Được 500. Cái này nếu mà được 20 ký thì 500 rồi. À. Rồi mình lấy con ta thì mình bỏ nó là ít. Ừ. Diễn hơn. Không, nếu mà có nhà... Ở nhà mà có giao tiền không á. Ừ. Tại vì hiện tính bình quân ký 27, 28 thì nếu mà 40-50 ký thì nhà gần chịu rồi. Còn mình lấy của ta giao nó không có gì. Đi dẫn mấy cô bé tí này theo đó hả? Sao con không mà xe đi con lội vô cho cực khổ vậy con? Để mình giữ mối, tại vì mỗi lần anh em giao ngày 100 mấy ký lận. À. Nhà không có đủ bồn để giao nên lấy mà xe. Lấy rồi 20-30 ký lận. Ước vô được cái lắm. Anh giao dữ lắm, anh chở có xe dữ lắm mà. Nhà 100 mấy ký không á. À. Tươi đó nghe chứ không có dưa đó. À có là coi như là mình làm giùm cho anh ta đó hả? Không, mình lấy lời mà là thì tí người ta bỏ mình 20, bỏ 25 mình lời ký 5 ngàn vậy đó. À à. Chứ đâu có làm giùm. Ảnh thì bắt mối còn mấy người thì không có mối. Lấy được cái giùm. Ừ. Lên chưa con? Mà cái mùa bồn bồn là nhiều nhất là mùa nào vậy? Đây. Mùa này. Là mùa nước lên, mùa nước hả? Nước lên nè. Dạ. Là một năm có một mùa vậy thôi á. Ừ, thì từ tháng 4 mình nhổ tới tháng 12. À. Cô cũng là nghỉ. À. Tháng 4. Mùa chút có nước thì nó mới lên chứ cố gắng đâu có. Dạ, dạ. Cái nào cũng còn có mùa. Anh cắm cái mic cho cô nói chuyện vui quá nè. Lát nghe cô hát vài câu nữa. Đất là sao? Trời đất ơi. Cái tiếng lạnh lót, cái tiếng cô hay quá mà. Trời ơi, cái tiếng cô vậy bây giờ nó tắt tiếng rồi đó, trời đất mà hay nữa con ơi. Trời ơi, vậy thôi. Hồi đó là hồi nào? Cái thời mà con có cỡ chừng 3-4 mấy rồi đó. À. Ờ, bây giờ tôi cô có 6-4 rồi. Dạ. Yeah. Ừ. Chị, nay chị 64 hả? 64. Em lớn tuổi rồi đó. Trời sao trẻ vậy ta, nhìn trẻ quá. Trời, lớn hơn em có 10 tuổi à? Bây giờ mẹ em bệnh tiểu đường lắm mà. Tiểu đường 20 năm rồi đó cậu. Ồ. Con đó bị viêm phế quản nằm với bệnh viện hết tới 10 ngày đi. Ca giống y Mỹ Châu luôn hả? Dạ, đó mẹ em ca y như ca Mỹ Châu luôn á. Ồ, oh, wow. Đây là cao thủ miệt vườn nè. Đội đàn ca tài tử á. À. Rồi bệnh quá, tụi em cũng xuyên này đừng có đi quá đó. Bệnh rồi mẹ em đi ca, nó mệt á. Cái năm cô viết nhiều quá, tôi mới nghỉ. Không có còn đi ca hát gì đó nha. Dạ. Bệnh quản đồ quá, lúc đó ghê quá. Mấy năm trước thì mình có đi giao lưu huyện này qua huyện kia rồi đó cậu. Dạ. Yeah. Rồi đi lên thi rồi. Trời tước một cây vậy ta, làm thử. Ủa. Tại vì nó như có chuyện đóng.
ông già tôi đó là đồng dân là đừng mướn đó. Vậy hả, lấy cái hai anh tôi cũng vậy đó, là dạy biết đờn mà dạy đờn cho mấy đứa học trò đó. Trời ơi, nguyên cái nó bự mà lấy ra nó còn có chút xíu xíu gì. Ôi chết, da gãy rồi. Cái vuông bên đó còn ruột bự nữa nó. Ồ, rồi là thất bại rồi, là anh mày bị gãy rồi nè. Cái ừ, nó không biết lột mà nó dở lột chậm là mình nuôi không. Ồ, khó ha, mới đầu tưởng dễ lắm nha. Thôi nè, nó bị gãy rồi nè. Cái gì mình thấy dễ chứ bước vô là mình thấy khó dữ lắm á. Ủa mình sao ta để được cái này luôn nè, mình còn mất cái này luôn. Cái đó là cậu là gãy củ hủ đó biết không? Gãy củ hủ hả? Ừ, củ hủ của nó. À, cái đó là củ hủ dừa. Ăn người ta thấy gọt lại nó. À, củ hủ. Tại vì mình bán mà nó mới gọt quá. Thôi cứ để đi ha, đâu sao đâu, mình về ăn thôi. Ăn được luôn phải không? Dạ, anh ăn nó cái đó mới ngon đó. Ừ. Nó bồng bồng này có hai loại bồng bồng nha cậu. Dạ. Bồng bồng là bồng ngọt nè, còn bồng bồng đắng là nếu nó chưa tới lứa cậu ăn nó đắng đắng. À. Ủa này ngọt thiệt chứ? Ờ cái này cũng như là không ngon phải không? Mày còn này nó ngọt nè. Anh giới thiệu đây á. À. Vì của anh Hưng anh giới thiệu đây. Dạ. Ờ mẹ anh Hưng thứ ba, tôi thứ bảy. Dạ. À, mẹ nó thì chết rồi, mình chết rồi. Ở đây có bao nhiêu hộ làm hả ta? Nhiều lắm. Nó hình như là cả làng luôn đó. Muốn cả huyện này luôn á. Vui vậy ta. Bây giờ ta muốn về làm game show được không? Làm ra game show làng nghề vui không? Nhằm nhà vuông nhiều, cắt nhà tường nhà lầu luôn á. Ừ. Là cái nhà ăn lắm lần đó là anh chị hai chết để lại cho nó 50-60 con bằng bầu này nè. Dạ. Nó gửi ngân hàng luôn đó chú. Dạ. Nhà cửa xong xuôi rồi nó gửi ngân hàng luôn. Bầu có người rất là bự. Mà nhỏ đầu này nó lên đầu kia rồi. Ờ, hơi khéo. Trang chục cam lớn rồi lắm. Dạ, rồi, nhỏ khéo dễ sợ. Dạ. Là dân chết rồi, con nạt quá mà. Đâu ảnh vô, ô đây. Trời ơi. Bữa nay nhổ bầu vui hả mày? có mấy em ôi. Ở trên thành phố vô đây nè. Trời nước vui nó sâu đó. Dữ vậy hả em? Bữa đó tôi nói nãy tôi nói chứ à. Bữa đó đừng kinh đó. Thì anh phải đeo bao tay luôn hả? Dễ đứt tay lắm hả? Đó là nước lên tới nét luôn đó. Nhìn trật ạ. Chưa để kiểu này rồi sao lâu được mà. Chắc lôi sức quan phục ra. Quanh kia đứng nè. Vậy à. Ồ, cái ghe đó sao lên ngồi được ha? Đi ra. Cái đó là chiếc xuồng. Chiếc xuồng? Ờ, chiếc xuồng BK đó. Chứ đâu phải là chiếc ghe không? Chú không biết, tôi nói cho chú biết. Cái này là chiếc xuồng BK còn đi chuyện người hay người còn nó lẫn bẩn dưới còn lọt trong nữa đó. Rồi cực quá cực. Cực lắm, bởi có đồng tiền có đâu có khỏe đâu chú ơi. Rồi ngày kiếm có mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn. Ý. Để lên đỡ cho, lên kém cho. Thôi bà chú làm cửa sổ lắm đi. Ước ước có sao đâu. Trời ơi. Tôi con đưa cái đám bụng cho đây cho mẹ đi. À. Trời ơi. Phụ cho biết trời ơi xuống trải nghiệm. Cái này lỡ chưa? Hốt kìa. Hả? Ờ lỡ nó sẽ xét lên đi con. Đúng rồi chú nữa đó hả? Mẹ tính dắt đu thôi. Ô em đi hái từ sáng giờ luôn hả? Mấy giờ sáng bắt đầu em? Đem bợn mới chứ. Trời đâu, ở đâu có mà. Hả? Chú sẵn bộ bao tay ngạc vậy? Hả? Không có bộ bao tay cậu này nè. Trời ơi, nó nặng dữ vậy. Có chân tụt. Ủa trời ơi nè. Rồi ok. Rồi giờ quen rồi nè. Trời kéo mà tụt quần luôn. Coi nghe. Để về phân dính nước kỳ luôn. Ước ước có gì đâu bình thường. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời càng găng phải tới lơ đi chú. Tôi nghiệp chứ. Trời ơi. Ủa nặng dữ vậy trời. Là khỏi quay nữa không? À, cười quá. Mà người mới thấy đó, nó mệt nha. Thấy nó cực khổ. Đi hái ngoạt nữa. Nữa. Trời ơi. Anh em nhổ
Đúng rồi, có những cái nghề mà nói ra không tin luôn ha. Bởi lúc mình ăn thì mình ăn lẹ lắm. Cái này dao với lụa không? Đi với muối nước kèm đâu. Cái cọng này bự ghê. Đi. Mình xeo, tính xa. Hả? Ở đây hả? Cá đồng hả? Đi bắt cá đồng ở dưới hả? Nó bắt được không? Có lưới chắc bắt được hả? Hồi nãy chị mày đem hai cây dao nha. Rồi coi như cả nhà làm nghề này luôn. Cả nhà luôn. Không, này em tiếp anh chị em thôi. À. Chứ bình thường em làm gì? Bình thường em ở không. Bình thường em ở không à? Không. Giật mừng quá. Nói chuyện có duyên quá, nhà này chắc nói chuyện cả ngày, nói chuyện chắc cười suốt ngày quá. Hả? Nhà có. Bây giờ cỡ đi. Mẹ cũng vui, mẹ cũng vui, con cũng vui. Hả? Đi đi. 7 giờ mấy được không? Không. Ở đây ai có đứa nào có điện thoại kìa cậu. Dạ. Có đồng hồ. Mấy giờ anh? Dạ thưa chị 8 giờ. Đó, chính xác rồi đó. Chứ đâu có chủ 9 giờ. Giờ mình làm từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Sáng là đi đi hái từ mấy giờ? 6 giờ. 6 giờ đi hái. Ngày kia mình đi nhổ một bộ. À, đi nhổ. Rồi nhổ xong ảnh lên ảnh phụ luôn. Trời ướt ướt đẫm luôn. Quen hả? Dân. Em tên gì vậy? Em Phục. Phục hả? Em ca được không? Ồ chắc được. Ngoài bệnh thì tê bị cắt tiếng rồi. Trời cái gì chơi kỳ vậy, không biết không? Năm nay ba cái curicurit đó quá à. Curicurit. Ờ tao nay cứ thấy nha, rồi sốt rồi tụi lương có kèn. Đó. Ồ. Cái mấy cái hộ làm bồn ở đây khoảng có bao nhiêu hộ ta? Ở riêng cái khu mình á. Cái đường này vô chị Năm cho nó thì dữ lắm đó. Cái này chát này khoảng 100 hộ. Không. Không có đâu. Ồ. Mấy 30 hộ. Mấy 30 hộ. Chắc cũng nhiều xã làm đúng không? Đây có chung là ở đây là nhiều nhiều nhất nè. Xã này là xã gì ta? À. Tân Đông. Tân Đông hả? Tân Hưng Đông. Tân Hưng Đông, xã Tân Hưng Đông. Rồi, xã. Tân Hưng Đông, ấp Đông Hưng. Bởi vì mẹ con Hưng đặt thị trấn cái nước. Tân Hưng. Tân Hưng Đông. Ờ, Tân Hưng Đông luôn. Ba thằng trai của chị ba tôi đó. Anh của Đông đó, Hưng đó. Dạ. Tân Đông, Hưng. Tân với Tân Đông Hưng. Đặt vậy đó. Chị đặt ba người tên vậy luôn. Ờ, từ Tân Hưng đó. À. Tôi thằng Đông, thằng Đông trước, thằng Tân trước chứ. Vô con mẹ hả? Quên rồi. Quên. Làm câu đi chị Thí. Làm câu được đó chú ơi. Làm câu nhẹ thôi, nhẹ. Câu tôi phải không? Một câu thôi. Ủa, chưa gần quay phim nữa hả? Trời ơi, làm một câu lên sóng cái là nay mai người ta tới người ta đặt bồn chết luôn á. Làm kịp luôn á. Bây giờ làm câu thế ha. Rồi. Tình đã dở dang ơi, còn đào xới làm chi đóng cho tàn kỷ niệm. Còn tiếc thương chi dù ly biệt đôi đường. Xin hãy quên đi những kỷ niệm đau buồn. Em hãy cho anh một lần sao cuối, gọi là một lần trăng trối cuộc tình xưa. Tình đơn phương lạc lòng chơi vơi, càng gặp gỡ càng nhiều ngăn cách. Thôi hãy quên đi cũng như bao lần gặp gỡ, lời yêu thương chàng chứa trong lòng. Bỏ
trời sao trời. Trời ơi, trời cho mình quá. Rồi. Lỡ rồi thêm câu nữa đi, chỗ sao? Em thấy không, em thấy chị hát nhẹ nhàng quá vậy. Ờ, hát, tiếng đó, hát giống như là ngồi chơi vậy, vừa hát vừa tuốt vừa. Được, vô đây hả? Hả? Thiệt không thấy mệt luôn á. Nhẹ đâu đó. À, anh thành phố anh đi vòng vòng ở đi đi khảo sát chương trình làng nghề bầu lai số rồi tôi không thấy là biết liền mà anh ấy lắm đó là sao nổi tiếng rồi nó mẹ đi anh ấy là sao trời ơi ảnh làm đứng ra bầu mấy người đóng phim luôn á này không bầu mấy bà bầu ha dòm kỹ coi, mơ tao dòm kỹ mơ mất rồi bỏ điện thoại cho mẹ coi có phải phải chú đó không nha. Không em bỏ cái nón ra là chị sẽ mốt chị sẽ dễ nhìn thấy em. Dạ. Wow. Wow. Khương dừa. Ờ, khương dừa. Đúng rồi, hai thầy trò đó. Em không có xài điện thoại, anh không có coi. Ừ, vậy hả? Thúy hát hay quá Thúy, thiệt á. Nghe Thúy hát cái khỏe luôn á, thiệt. Tắt tiếng rồi đó chú cho nó lên trời á. Ồ hát mà giống như là nói chuyện chơi vậy thôi à, nhẹ nhàng. Chị 200 lần cái đệ tử đó. Thiệt đó luôn. Thì có đó của mình cũng thích. À, vui tính vậy thôi ngồi nói chuyện hoài à, nói chuyện chứ không. Nói chuyện với chị Thúy là thấy là coi. Bây giờ cái gì cái mà nó vui vẻ là thoải mái à, sức khỏe là nó bền vững rồi. Dạ. Chứ còn bực bội được nó tức tối được chứ. Nói chị bị tiểu đường hả? 20 năm rồi đó chú. Rồi. Ồ. Nhưng mà sáng nào nào chị cũng đi tập thể dục ha. Dạ. Thế rồi 5 giờ rưỡi tới mới về thì. Rồi rồi cái ăn quán rồi sẵn rồi mình lụm chai đồ luôn trời ơi công đâu vậy chú ơi. Dạ. Vậy chứ hôm ba cô ghé chị mà nhà nước cho mình chịu gửi luôn thất nghiệp. Dạ. Đi cho lụm chai được chưa? Không. Thấy cơ bản không? Thấy cơ bản không? Rồi. Đồng tiền trong sạch mà. Đồng tiền trong đó. Thiệt chứ đó là quá trong sạch luôn nè, trời làm cực khổ quá trời quá đất. Rồi kiếm đâu được ngày được nhiêu đâu trời, cả nhà mới kiếm ngày mấy trăm ngàn à. Rồi 5 người, coi như 1, 2, 3, 4 người. Ngày kiếm có mấy trăm. Chia đều ra mỗi đầu người là người chắc không biết ngày được 100 ngàn. Chứ giờ chú thấy coi, bây giờ mình đi Bình Dương bằng chú thấy coi chảnh rồi. Đó, vợ bà con nhà mất công thôi, đang nghiêm bằng nhiêu đi. Dạ. Yêu cầu đừng thiếu nợ là được rồi. À, mẹ nói chút anh rước mẹ đi. Không đâu. Không đi đâu. Lên đi hát. Ôi trời ơi. Là sắp xếp văn hài luôn. Trời cái này, ô sẽ là show diễn cuộc đời được. Chị hát thôi hả? Chị có đờ, có... Biết hát không à? Hát không hả? Ờ, dạ. Nhà ca cổ gì cũng được á. Rồi, ca tân được luôn. Không được luôn hả? Nhà ca đờn không được luôn đó. À ca đờn nữa hả? Vô phải có vô nhịp chứ. Đờn, ca đờn tử mà. Ừ. Ừ, ba bốn cây đờn mà. Anh từ đây xuống sẽ đang đâm hỏi bà Bảy Thúy là tên biết là à. Đờn ca đờn tử đó. À, hỏi bà Bảy Thúy. Cũng tên Hưng Đông hỏi bà Bảy Thúy là nghe được ăn biết. Mà bị cũ. Ừ. Bây giờ nhớ về hũ rồi. Ba cái bệnh dịch COVID này vô rồi. Chào quý vị khán giả thân mến, hôm nay có dịp đi về Cà Mau, mình ghé qua thị trấn Cái Nước. Ở đây xã Tân Hưng Đông, ấp Đông Hưng, à, cũng được chứng kiến là thấy cả gia đình của chị Bảy Thúy làm mà một trong những cái hộ mà gia đình làm bồn bồn, dưa bồn bồn cũng lâu năm ở trong cái làng nghề này, à, thật sự rất là vất vả. Bồn bồn ngày càng là trở thành cái món ăn mà rất là phổ biến trong từ hàng quán cho tới gia đình. Nhưng mà cũng ít ai biết rằng để làm ra cái một cái món ăn mà nó ngon như vậy thì nó cũng rất là kỳ công và rất là cực khổ. À, hy vọng là mình cùng với ekip của mình cũng sẽ tìm có cái hướng nào đó để mà làm một cái chương trình giữ lửa làng nghề để quảng bá cái làng nghề dưa bồn bồn ở tại thị trấn Cái Nước Cà Mau này. Ở đây thì chắc là xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả nha. Cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ. Cảm ơn. Mình có cơ hội gặp lại nữa không? Dạ có chứ. À. Dạ.
bữa nào chị hát á chị gọi em xuống. Không có rồi mà. Dạ chị hát em xuống em nghe. Ok nhà bị bả rồi chứ không có đi được đâu. Cái già này ra phải không? Dạ. Rồi mình lấy cái công chỉ mình quấn cái cái mình chẻ nè. Mình chẻ rồi mình làm nó mới nhìn. Em nói họ tước bằng công chỉ là tước sao ta? À, cái công chỉ là cái công chỉ của như chỉ may đồ đó cậu. Quấn vào con cái. Cái mình chẻ vậy nè xuống luôn. Cái mình mới có nước dưa mình làm nước dưa sẵn nha. Dạ. Nước cơm, chưa thấy cái cảnh đó ha, cái cảnh nó cũng độc lắm đó nha. Đồ cảnh đó tao nó rét cậu ơi. Vậy ha. Đâu có gì nhớ lấy cái cục này ra để bỏ quên lỗ nha. Tôi để cho tôi cũng không biết phận gì đó. Thấy không? Nhớ lấy kìa. Ồ có cái cột cái cọng chỉ ngay chân mà tuốt bồn bồn nữa kìa. Ừ. Đỉnh nha. Cậu cộng tôi trẻ hết sao? Chứ còn lấy gì để người ta tao cử à? Cho mẹ chỉ nha khoa cũng được mà. Một lát mình mua củ trắng lành những bánh xèo phải không? Mấy cháu ở đây cho chừng 3 giờ chiều ăn bánh xèo. Rồi, con bước cái chỗ đen đi. Đó. Đó, đỉnh chưa. Đã qua, cái vụ này không có trả nghe các đứt khúc rồi không có trả. Em đi qua đâu. Đây. Phục đỉnh. Để gỡ bao tay ra đi. Trời giờ trời còn cái nữa. Chơi luôn. Giờ chị ngồi vậy đây không? Bị quần này bây giờ quần tập thể dục gì cho ta ra. Không có chết. Không có gì tôi nói thiệt nè. Đây. Mày heo nè. Bị lãi rồi. Đó, thấy chưa? Ủa, trẻ bồn bồn đỉnh cao chưa? Dạ. Để mẹ nữa. Đó thấy chưa? Trẻ vậy đó, nữa thôi. Rồi, trẻ thêm vài cái nữa chị. Đang đẹp. Mấy à. Hết ba bồn bồn rồi. Hết vốn luôn. Mẹ em tay mẹ em rung á. Vừa trẻ vừa ca được không chị? Trời đất ơi, chị vậy? Thôi bao nhiêu được rồi, đừng làm quá. Đó. Vậy hả? Dâu tôi lẹ, nó lẹ lắm. À, mình chẻ cái này xong rồi mình bỏ vô trong cái mình, keo. Muối dưa. Không? Muối dưa. Bỏ. Tôi chẻ chậm chậm với chú quay ăn nè. Trời ơi, là trời rung rẩy quá. Đó, được chưa? Rồi, xong phim. Đúng rồi. Nè. Được rồi, cô dùng luôn đi cô. Trả lại công chỉ kìa. Trả lại công chỉ.